Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông Quý vị thân mến, ở trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi đinh dậu sinh năm 1957 nữ mạng trong cái năm 2025 năm bất tỵ Vậy thì trong năm 2025 năm bất tỵ những người tuổi đinh dậu nữ mạng sẽ có những cái biến động gì và trong năm thì có những cái tháng nào tốt, tháng nào xấu tháng nào quý vị có thể là gia tăng thêm may mắn tài lộc tháng nào thì sức khỏe nó bị có vấn đề thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay để chúng ta nắm được cái vận trình chi tiết trong năm cũng như là trong từng tháng để quý vị có những cái quyết định đúng đắn hơn trong công việc trong cuộc sống từ đó sẽ giúp cho quý vị có thể thu hút được cái may mắn tài lộc đến với mình à, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi à, thưa quý vị à, theo quan niệm từ xa xưa ấy, thì mỗi người sinh ra đều mang trong mình một cái vận mệnh riêng một cái số mệnh khác nhau à, chính cái vận mệnh sẽ quyết định cái số mệnh của cả cuộc đời của một con người Người ta thường xem tử vi để dự đoán về các cột mốc quan trọng, những cái sự kiện quan trọng trong cuộc đời trong từng giai đoạn năm tháng ngày giờ của mình. Ở à, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ à, đến với cái chương trình là xem tử vi tuổi đinh dậu nữ mạng trong năm 2025. À, theo đó thì trong năm này được sự hậu thuẫn của cục diện tam hợp là tỵ dậu xíu Vậy nên những người tuổi đinh dậu nữ mạng cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ Nên làm việc gì cũng sẽ được hanh thông thuận lợi tiền bạc thì cứ ùn ùn chảy vào chật két. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đi đến phần luận giải chi tiết. À, thưa quý vị, những người tuổi Đinh Dậu là những người sinh năm 1957, có thiên can là Đinh, địa chi là Dậu. Người này có lá số là âm nữ, âm nữ. Có ngũ hành nạp âm là sơn hạ hỏa, có cung mệnh là cung đoài kim, được gọi là độc lập chi kê, có nghĩa là gà độc thân, xương con gà, tướng tinh con khỉ, con nhà xích đế cô bần. À, quý vị thân mến, những gia chủ tuổi nữ mạng đinh dậu sinh năm 1957 mang đầy đủ cái tính cách của thiên can đinh và địa chi dậu. À, xét về cái lá số tử vi của những người tuổi đinh dậu thì chúng ta thấy rằng tuổi này thì mang trong mình cái tính là kín đáo, không thích giao du với nhiều loại người. Nhưng mà lại gì? Cái hành hỏa nó lại gì mang đến cho những người tuổi đinh dậu cái sự nhiệt tình và cái sự chủ động, giúp cho những người sinh năm 1957 đinh dậu ấy có thể cởi mở hơn. Bên cạnh đó thì cái hành hỏa nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cái tác phong của những người tuổi đinh dậu. Cụ thể là họ khá là chú ý đến cái phong cách của mình và coi cái vẻ ngoài là cái tài sản quý giá cần phải chăm sóc thường xuyên. À, quý vị thân mến, những người tuổi đinh dậu nữ mạng có một cái cuộc sống tiền vận và trung vận không được thuận lợi cho lắm. Chỉ khi bước sang cái thời hậu vận thì mới được gì hưởng cái giàu sang phú quý và cái quyền lực. Khi mà tuổi trẻ thì cuộc sống cũng gặp nhiều cái trở ngại chắc trở đến khi bước vào cái trung vận thì sự nghiệp mới được xem là vẹn toàn công danh của những người tuổi đinh dậu thì có lên đấy Uh, nói chung là nó có sẽ lên cao uh, tạo được nhiều cái 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 tên tuổi hiển hách cho đời uh, tuy nhiên quý vị luôn luôn phải cẩn thận vì số luôn bị gì bị phản bội cái sự nghiệp được vững chắc vào cái năm 37 tuổi trở đi tiền bạc thì có nhiều cái điều tốt đẹp hơn tạo dựng được một cái cuộc sống cao sang quyền quý uh, về phần gia đạo của những người tuổi đinh dậu nữ mạng ấy, thì nói chung thời tiền vận và trung vận có nhiều cái xích mích buồn lo hậu vận thì mới được an nhàn và từ hậu vận thì mới được yên ấm hòa thuận và trở nên là gì hạnh phúc xu vầy hơn thưa quý vị năm 2025 năm bất tỵ thì những người tuổi đinh dậu nữ mạng đã bước sang cái tuổi 69 đó à, cuộc đời 69 năm là cái thời gian rất là dài khi mà giật mình nhìn lại thì nó thoảng qua như là nước chảy qua cầu mãi mãi không bao giờ quay trở lại được à, cuộc đời của những người tuổi đinh dậu đã trải qua bao nhiêu cái thăng trầm nhưng có được bao nhiêu cái năm sống ý nghĩa với chính bản thân mình rất nhiều người theo đuổi địa vị giàu sang cuối đời thì vẫn còn than thở bệnh tật đã cướp mất nhiều thứ của họ à, nửa đời còn lại thì rất là vô thường bất cứ tham sân si nào thì cũng khiến cho người ta phải mệt mỏi à, nhiều người ở cái độ tuổi này vẫn còn lo lắng vì mình đã đến cái độ tuổi gọi là gì tuổi già rồi à, nhưng tuổi già đến không phải là kết thúc mà là nó lại là một cái sự khởi đầu mới là cái cơ hội để quý vị có nhiều cái thời gian dành cho con cái gia đình và cho bản thân mình nhiều hơn bù đắp đi những cái tháng ngày thanh xuân cơ cực vất vả với đời. À thưa quý vị, đó là phần tổng quan vận hạn của những người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Vậy thì để xét về cái vận thế của những người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong năm 2025 Ất Tỵ thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái mối quan hệ địa chi. Chúng ta có Tỵ gặp Dậu đúng không ạ? Thì nó là cục diện là tam hợp. Tam hợp. Năm 2025 năm Ất à, Tỵ được cục diện là Tỵ Dậu xỉu là tam hợp. Được thái tuế nó chưa tương trợ giúp đỡ công việc làm ăn của những người tuổi đinh dậu nói chung là khá là ổn định tiền bạc thì có dấu hiệu tăng tiến đấy từ nhiều cái nguồn khác nhau à, trong đó có các khoản tích lũy từ lâu à, thêm nữa cái cục diện tam hợp nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi đinh dậu mở mang thêm nhiều cái kiến thức mở mang thêm nhiều cái cơ hội để kết nối giao lưu với những người khác và trong lúc khó khăn thì cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ vậy nên là gì đây là một cái năm cũng khá là may mắn thuận lợi đối với những người tuổi đinh dậu sinh năm 1957 nữ mạng Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi đinh dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm. Đặc biệt là quý vị năm nay được cục diện tam hợp với thái tuế. Vậy nên hãy luôn mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế được thái tuế tương trợ giúp đỡ, giúp cho vận trình năm nó được hanh thông thuận lợi, may mắn và bình an. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình nhé. À, tiếp theo chúng ta cùng xét đến cái mối quan hệ thiên can. À, chúng ta có thiên can đinh, đúng không? Đinh mà gặp ất, ất mộc gặp đinh hỏa, một hỏa là tương sinh, nó, nó, là gì? Nó là thiên ấn, nó là thiên ấn. Nói chung ấy, trong năm 2025 năm ất tỵ thì được thiên ấn nó ghé thăm, nó cho thấy trong thời gian này thì những người tuổi đinh dậu nữ mạng được truyền cái nguồn cảm hứng sáng tạo để bứt phá trong cuộc sống, đạt được nhiều cái yếu tố thiên thời, công việc làm ăn thì thuận lợi, hỗ trợ được cả cho con cháu trong nhà nữa. À, bên cạnh đó, thì cái thiên ấn cái thiên ấn nó cũng sẽ giúp cho một vài cái mục tiêu một vài cái dự định một vài cái kế hoạch của những người tuổi đinh dậu nữ mạng ấy, cũng sẽ đạt được những kết quả khả quan thu về một cái khoản tiền khá khá trong năm nay à, thưa quý vị trong năm 2025 năm ất tỵ thì chúng ta có địa chi tỵ nó ẩn tàng ba cái thiên can là bính mậu và canh bính mậu canh thì chúng ta có đinh gặp bính thì nó là kiếp tài đinh gặp mậu thì nó là thương quan và đinh gặp canh thì nó là chính tài như vậy là gì trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn chứa những cái hung tinh như là kiếp tài và thương quan May mắn là nó cũng có chính tài nó độ mệnh nên cũng sẽ gỡ gạt được phần nào. Thì đầu tiên chúng ta còn xét này, đinh mà gặp bính thì nó được kiếp tài. Nói chung vậy trong năm 2025 năm mất tỵ à, gặp cái thiên can ẩn tàng nó có kiếp tài nên là ở trong năm ấy quý vị tài vận cũng sẽ không được thuận lợi cho lắm, dễ thất thoát theo cách không thể lường trước được. Bên cạnh đó, cái kiếp tài nó gây ra những cái khó khăn, những cái chắc trở trong công việc cũng như là trong cuộc sống. À, quý vị dễ bị tiểu nhân tìm cách quấy phá hãm hại, khiến cho công việc nó không được thuận như ý ý muốn bên cạnh đó chúng ta có đinh gặp mậu thì nó là thương quan gặp cái thương quan lâm vận thì những người tuổi đinh dậu nữ mạng à, cố gắng để kiểm soát cái mọi cái thứ trong tầm tay mình cái thương quan này nó gây ra tình trạng là gì tranh quyền đoạt lợi và gì dễ gặp những cái khó khăn những trắc trở dễ bị nghỉ việc hoặc là thôi việc giữa trường à, trong năm thì dễ có kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay à, và gì dễ sinh ra những chuyện kiện tụng thị phi và đây cũng là một cái thời gian không tốt đối với những người tuổi tuổi đinh dậu nữ mạng Vậy nên để gia tăng cho cái may mắn hóa giải những cái kiếp tài và cái thương quan hóa giải cái hạn tiểu nhân ám hại và tăng cường cái may mắn do cái thiên ấn và cái chính tài ấy, thì những người tuổi đinh dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xíu để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi đinh dậu 1957 nữ mạng À, tiếp theo chúng ta xét uh, xét về đinh gặp canh thì nó là chính tài. Thưa quý vị, nói chung ấy trong năm 2025 do có chính tài nó hỗ trợ, nó báo hiệu là nên mặc dù là có những khó khăn đấy, nhưng mà vẫn được quý nhân trợ lực và uh, quý vị cứ tập trung vào cái công việc chính của mình thì nó cũng sẽ có những chuyển biến tốt. Uh, tài lộc thì nó dồi dào nguồn thu nhập thì cũng tăng lên. Một số thu nhập ngoài luồng cũng có khả năng là gì khả quan hơn. Uh, quý vị cần phải có cách quản lý tài chính thật chặt chẽ và khoa học hơn để đề phòng những cái mất mát không đáng có. À, thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa xét xong về cái mối quan hệ thiên can địa chi âm dương ngũ hành đúng không? Tiếp theo chúng ta cùng xét về cái vận hạn của những người tuổi đinh dậu à, sinh năm 1957 đúng không? Thì ở cái độ tuổi ấy, 69 tuổi này, quý vị gặp cái sao hạn là cái sao la hầu, hạn năm là cái hạn địa võng. Năm nay thì quý vị gặp kim lâu tử đúng không? là hoang ốc thì bị phạm vào tam địa sát, còn đâu cái tam tai thì năm nay không bị nhá. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái cái sao hạn là cái sao la hầu cái sao la hầu nó xuất hiện đúng không ạ la hầu nghe tưởng ví vang tháng riêng tay ách giữa đàng phải mang tháng 7 bệnh tật lan tràn cầu trời khấn phật rõ ràng mới yên những người tuổi đinh dậu nữ mạng gặp cái năm mà có hạn sao la hầu nó chiếu mệnh ấy thì sức khỏe bị giảm sút có thể mắc những bệnh nghiêm trọng và phải điều trị lâu dài Đó. gây ra sự tốn kém về tiền bạc và lẫn là gì lẫn vật chất à, công việc làm ăn thì cũng gặp những khó khăn những trở ngại có thể bị mất mùa hoặc là bị gì làm ăn thua lỗ cái sao la hầu này nó xấu nhất vào cái tháng riêng và cái tháng 7 âm lịch à, quý vị cần phải đề phòng 2 tháng 2 và tháng 7 âm lịch để không bị ảnh hưởng bởi cái hạn do cái hung tinh này đem lại à, bên cạnh đó những người tuổi đinh rộng cần phải cẩn trọng trong chuyện lời ăn tiếng nói à, nhẫn nhịn để tránh xảy ra những cái xung đột những cái mâu thuẫn với mọi người xung quanh với bạn bè với gia đình quý vị cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe đặc biệt là chăm sóc tai mắt và máu huyết giữ tinh thần luôn là vui vẻ lạc quan luôn bình tĩnh để đón nhận và gì, tìm ra cái hướng giải quyết vấn đề đó à, bên cạnh đó gặp cái hạn năm là cái hạn địa võng các cụ nói là gì địa võng nhiều nỗi buồn than lời ăn tiếng nói xanh đoan rời già dà. địa võng hạn cũng không xong như cá mắc lưới giữa dòng trắng may đó cái hạn thiên la địa võng đó là cái lưới trời lưới đất gặp cái hạn này thì dễ bị dính vào cái chuyện là công quyền pháp luật đấy cái hạn địa võng nó là một cái hạn trong tám nguyên hạn mà con người phải trải qua khó có thể tránh được gặp cái hạn này thì ít nhiều bản thân cũng sẽ gặp những chuyện xui xẻo ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là cái đời sống tinh thần cũng như là sự nghiệp nói chung với những người tuổi đinh dậu nữ mạng mà, mà gặp cái hạn này thì sức khỏe bị sa sút cơ thể thì bị suy nhược dễ ốm đau liên tục à, cơ thể lúc nào cũng trong cái trạng thái là mệt mỏi suy kiệt cái hạn địa võng nó còn làm cho cái tâm trạng của quý vị rất dễ là cáu gắt tâm lý thì khó chịu từ đó gây lục đục trong gia đình gây trong nội bộ và mâu thuẫn bất hòa nó dạn nứt à, nói chung ấy các mối quan hệ thì trong năm nay thì cũng khó có thể được kết giao hơn. À vì thế để hóa giải cái cục diện là sau la hầu và cái hạn năm là cái hạn địa vãng để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì trong năm 2025 năm ất tỵ những người tuổi đinh dậu nữ mạng quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là vạn phúc chi nhân. vạn phúc chi nhân là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật nó được làm bằng bạc phía dưới nó là một cái viên đá ruby là một cái loại đá quý mang cái năng lượng dương cao biểu tượng hình ngọn lửa là phúc đăng hỏa đấy giúp tăng cường phúc đức tăng cường cái may mắn tăng cường cái sức khỏe khi mà theo bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp cho quý vị gì có được một cái sức khỏe dồi dào may mắn và tài lộc hơn bên cạnh đó phía trên của cái vạn phúc chi nhân có một cái hình chữ vạn của nhà phật tượng trưng cho vạn điều may mắn vạn sự cát tường và mặt sau nó là chữ phúc đấy tăng cường cái phúc đức cái may mắn cho gia chủ đây là một cái pháp khí phong thủy chuyên hóa giải cái vận hạn cho nữ mệnh đặc biệt là cái sao la hầu cái hạn địa võng cũng như là cái hạn khác như hạn toán tận Huỳnh Tuyền, Thiên La vân vân. À, giúp quý vị có một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào. À, vạn phúc chi nhân cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vạn phúc chi nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi đinh dậu sinh năm 1957 nữ mạng. À, thưa quý vị, à, thêm nữa là trong năm 2025 năm tỷ thì những người tuổi đinh dậu có lưu niên gì? Lưu niên nó lâm vào cái đất lâm quan. À, kết hợp thêm với cái sự ủng hộ của tam hợp quý nhân nên là trong năm ấy thì những người tuổi đinh dậu như hổ mọc thêm cánh nâng cao cái khí vận giúp quý vị có thể gặp may mắn trong cái công việc đấy à, dù quá trình tiến hành có đôi chút gặp một vài cái khó khăn chắc trở trở lực nhất định nhưng nhờ được quý nhân phù trợ mà bản mệnh lại gì năng động sông sáo nên là kết quả thu về cũng khá là lý tưởng tuy nhiên à, quý vị cũng cần phải chú ý ảnh hưởng tiêu cực từ cái hung tinh là phi liêm trong năm à, công việc làm ăn thì cần chú ý kẻ bị gì vu oan giá họa tiểu nhân hãm hại còn mang đến điều tiếng thị phi à, thêm nữa à, trong năm lại có thêm cái quan phù nó nó chiếu mệnh nữa nó khiến cho bản mệnh hay phải suy nghĩ tiêu cực phát sinh cái mâu thuẫn với những người với những người bạn đời của mình cũng như là những người trong nhà hay là với hàng xóm xung quanh sức khỏe cũng bị giảm sút cần phải dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn nhiều hơn quý vị nhé à, thưa quý vị vậy nên là từ cái mối quan hệ thiên can địa chi âm dương ngũ hành cũng như là các sao chiếu mệnh trong năm 2025 năm bất tỵ thì chúng ta rút ra rằng uh, trong các mối quan hệ thì bước sang năm 2025 năm bất tỵ những người tuổi đinh dậu nữ mạng đón cái cuộc sống bình ổn ở nhiều cái phương diện khác nhau ít phải phiền lo hay là lao tâm khổ tứ tiền bạc thì dư giả có của ăn của đẻ gia đạo thì yên ấm uh, tuy nhiên bản mệnh vẫn cần phải cẩn thận khi mà hợp tác làm ăn với những người quen À, do đã bắt đầu có tuổi nên là cơ thể cũng có xuất hiện những cái triệu chứng khó chịu quý vị nên chú ý chăm sóc cơ thể được phải cẩn thận hơn à, về cái chuyện tình cảm ấy thì mọi thứ nó đang diễn biến theo cái chiều hướng tích cực gia đình thì ấm áp yên vui đón thêm nhiều tin vui ở trong cái chuyện con cái à, có điều cần phải lưu ý gia chủ cũng nên cẩn thận trong chuyện lời ăn tiếng nói nghĩ sao nói vậy chứ đừng có gì lừa dối bản thân kéo lại gì phải khổ tâm liên miên đó, đó là cái vận hạn của những người tuổi đinh dậu trong năm 2025 năm ất tỵ à, vậy thì sau khi xét xong cái vận hạn của năm thì quý vị biết đây là một cái năm cũng khá là may mắn mặc dù nó vẫn còn một vài cái hung tinh nhưng mà gì nó ảnh hưởng cũng không nhiều đến cái vận thế của những người tuổi đinh dậu vậy thì bây giờ chúng ta cùng xét về cái vận hạn của những người tuổi đinh dậu chi tiết trong từng tháng xem là tháng nào tốt tháng nào xấu và quý vị cần phải làm gì để có được cái may mắn tài lộc đến với mình nhé thì đầu tiên chúng ta xét về tháng riêng là tháng mậu dần thì trong tháng riêng ấy thì chúng ta gặp cái hung tinh là kình dương đấy, kèm theo là cái liên niên tuyệt nó nhầm mệnh vậy nên ở trong thời gian này nó có tác động rất lớn đến cái vận trình của những người tuổi đinh dậu gây ra những cái xáo trộn vượt khỏi cái tầm kiểm soát của quý vị à, công việc thì dễ gặp trục trặc giữa chừng thậm chí là nhiều vấn đề xảy ra khiến cho quý vị phải tốn công sức để giải quyết bản mệnh đã khá lớn tuổi rồi vì thế cũng không nên ôm đồn quá nhiều việc cùng một lúc quý vị hãy biết cách hài lòng với cái kết quả hiện tại Nói chung ấy, trong cái tháng riêng thì quý vị cũng cần phải chú ý những ảnh hưởng từ những cái hung tinh do là cái sao la hầu nó gây ra. Đấy, nó cẩn trọng trong cái mối quan hệ của mình, để kẻo dính vào chuyện thị phi không đáng có. À bên cạnh đó, nói chung trong năm ấy thì quý vị vẫn có một vài cái sao tốt nó chiếu vậy. Đấy như là cái sao lực sĩ cũng như là gì? À, Phúc đức và thiên đức nên là đây cũng là một cái cơ hội giúp cho quý vị gặp được nhiều cái may mắn hơn. Nó cũng sẽ hóa giải cái phần nào cái sao kình dương và cái lưu liên, liên tuyệt. À, giúp quý vị có được một cái uh, sức khỏe dồi dào hơn đó tiếp theo chúng ta xét tháng 2 âm lịch tháng 2 nó là tháng kỷ mão thì trong tháng 2 âm lịch chúng ta cục diện là mão dọa đồ tương xung cái cục diện tương xung là ăn ngữ nó gây ra nhiều khó khăn chắc trở nhiều cái chuyện tai bay vạ gió đối với những người tuổi đinh dậu sinh năm 1957 nữa bạn thêm nữa trong trong năm ấy thì lại có lưu niên thai nó nhập bệnh đấy, lưu niên thai nhập bệnh vậy nên trong thời gian này thì những người tuổi đinh dậu có quyền hy vọng đấy và trong tháng này nói chung ấy công việc thì đôi khi nó dễ bị trục chặt ở phút cuối cùng vì thế quý vị làm gì cũng không được chủ quan mọi thứ cần phải tiến hành có trình tự mới đảm bảo được một cái kết quả tốt à, tuy nhiên tháng này lại có thêm cái điếu khách nữa nó gây ra nhiều cái tình trạng về mất mát về tiền bạc sức khỏe thì cũng không tốt đúng không à, nói chung ấy trong cái tháng 2 này sức khỏe có dấu hiệu suy giảm do là tuổi tác cũng cao đấy quý vị không nên quá lo lắng quan trọng là ý, à, quý vị cần phải xây dựng cho mình một cái lối sống khoa học cẩn thận khi mà lao động hoặc là khi tham gia giao thông Đó. À, thêm nữa trong cái tháng này thì cũng vẫn có lọc lá nhé lọc lá do các sao dân lọc tồn mang lại và cái lưu niên bác sĩ nó cũng sẽ giúp cho sức khỏe của những người tuổi đinh dậu nữ mạng được gia tăng tiếp theo chúng ta xét tháng 3 là tháng canh thìn à, trong cái tháng canh thìn này chúng ta cục diện là thìn dậu nhị hợp cái cục diện nhị hợp này nó cũng mang lại nhiều cái may mắn nhất định cho những người tuổi đinh dậu một nữ mạng à, thêm nữa trong tháng lại có cái lưu niên dưỡng nhập mệnh lưu niên dưỡng nhập mệnh nó cho thấy là quý vị là một trong những người rất là nhiệt huyết cẩn thận à, tuy nhiên cái thái độ cứng nhắc thiếu cởi mở trong cái thời gian này có thể khiến cho các mối quan hệ của các bạn và các thành viên trong gia đình ấy lại thêm căng thẳng lại có thêm cái hung tinh đàn la ở đây nữa nó gây ra nhiều cái chuyện không hay cản trở sinh ra cái tổn hại rất lớn đến những người tuổi đinh rộng nữ mạng trên các phương diện đặc biệt là sức khỏe của mình à, tinh thần của quý vị nói chung là trong thời gian này cũng không được tốt đôi khi quý vị cảm thấy buồn lòng về một số chuyện đã qua quý vị hãy nhanh chóng thoát ra khỏi cái cảm xúc tiêu cực đó và quý vị cũng không nên gì âu sầu lo lắng vì những cái chuyện đã qua tinh thần thoải mái sẽ giúp cho quý vị vui vẻ hơn thêm nữa lại thêm ông quan phủ hung tinh này nó cũng cảnh báo quý vị cẩn thận trong chuyện là giấy tờ ký kết kẻo lại gặp phải những cái chuyện là gì quan phủ nó chuyển chủ về gì công đường về pháp luật về hình pháp lao tù đấy vậy nên là quý vị cần phải cẩn thận nhé nói chung ở trong cái tháng trong tháng 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 ba thì nó cũng khá là may mắn ấy, khá là may mắn với những người tuổi đinh dậu nhé Tiếp đến chúng ta xét tháng 4, tháng 4 là tháng Tân Tỵ. Trong tháng 4 thì chúng ta có lưu niên trường sinh đã ngữ lại được thêm cái cục diện tam hợp là Tỵ Dậu Sửu nữa. Nên là trong tháng này thì công việc của những người tuổi Đinh Dậu cũng khá hơn. Một vài kế hoạch cũng đã được triển khai và các việc dở dang trước đó cũng sẽ được giải quyết một cách triệt để. Khi có kế hoạch có mục tiêu rõ ràng, à, mọi người có kinh nghiệm giúp đỡ, nhờ vậy mà các bạn có thể đạt được một số cái thành công nhất định. À, tuy nhiên, trong cái tháng này thì lại có cái hung tinh là thái tuế và cái phục binh Đấy. vậy nên quý vị cũng cần phải cẩn trọng kẻo vướng vào cái họa kiện tụng pháp luật cãi vã tranh chấp đôi khi giúp người thì làm ơn mất oán à, cần phải hết sức lưu ý trong vấn đề đi lại khi tham gia giao thông đề phòng những tai nạn bất ngờ có thể xảy ra nói chung cái tháng này cũng là một cái tháng tốt với những người từ đinh dậu nhé tiếp đến chúng ta xếp tháng 5 là tháng nhâm ngọ à, trong tháng 5, tháng nhâm ngọ thì chúng ta có lưu niên mộc dục nó án nữ. À, tình cảm rất đạo của những người tuổi đinh dậu trong cái thời gian này cũng khá tốt khi mà có trường sinh mộc dục nó ghé thăm. À, nói chung vậy trong cuộc sống thì có ít sóng to gió lớn. Những người tuổi đinh dậu giỏi vun vén nhà cửa, điều hòa các mối quan hệ với bạn đời và con cháu được rất là tốt. Nên cũng giữ được cái không khí gia đình là hài hòa, vui vẻ, hạnh phúc. Ở à, cái tuổi này thì bản mệnh nên tập trung vui quẩn bên con cháu nhiều hơn. Đừng có lo nghĩ quá nhiều những cái việc khác. À, có vấn đề gì thì quý vị cũng nên chia sẻ tâm sự cùng với bạn đời và với những người thân để cho được khuây khỏa bên cạnh đó thì quý vị cũng cần phải lưu ý cái sự xuất hiện của cái hung tinh là cái thiên không và cái đại hao thì hai cái hung tinh này nó đã khiến cho tình trạng là phá tài của gia chủ đấy thêm phần nghiêm trọng những người tuổi đinh dậu nữ mạng cần phải lưu ý đề phòng quản lý tốt cái tiền bạc cá nhân tránh bị cướp nột hoặc là bị gì bị mất trộm À, thêm nữa trong tháng này may mắn cũng có một cái sao thiếu dương nó chiếu mệnh đâm ra là nó cũng gỡ gạt được cái phần nào đó. À, tiếp theo chúng ta xét tháng 6 âm lịch là tháng quý mùi thì trong tháng 6 âm lịch ấy, thì có lưu niên quan đới nhập mệnh liên quan đới nhập mệnh nó à, đảm bảo cái sự nghiệp của những người tuổi đinh dậu trong cái thời gian này tiến triển cũng khá là ổn định à, gia chủ vẫn đang từng bước hoàn thiện những cái kế hoạch những cái mục tiêu của bản thân mặc dù đã đến cái tuổi nghỉ hưu nhưng à, quý vị vẫn luôn tràn đầy cái nhiệt huyết với cái công việc À, thêm nữa trong tháng này lại có cái lưu niên tăng môn và bệnh phù vậy nên quý vị phải đặc biệt chú ý đến cái phần sức khỏe của bản thân nhá. À, nói chung ấy quý vị cũng cần phải chú ý tại vì cái tăng môn nó chủ với cái chuyện tăng tóc buồn phiền còn cái bệnh phù nó chủ với cái bệnh tật đấy nên là trong cái tháng này quý vị chú ý đến phần sức khỏe của mình sức khỏe của mình tiếp theo chúng ta xét tháng 7 tháng 7 là tháng giáp thân thì trong tháng 7 âm lịch cái, cái điểm sáng trong tháng này ý, của những người tuổi đinh dậu đó là cái vận trình tài lộc tăng tiến khi mà được lưu niên lâm quan nó nhập mệnh, được lưu niên lâm quan nhập mệnh, đó là cái kết quả từ những cái tháng trước nhưng mà chỉ cần ấy, chỉ cần quý vị điều chỉnh một chút nhỏ thôi thì cũng sẽ giúp quý vị đẩy cái tinh thần và để cho cảm xúc được tự tin hơn. Thêm nữa trong tháng này lại có rất nhiều cái sao tốt như là thiếu âm thiên việt và cái hỷ thần, đây là những cái sao tốt quý nhân nó sẽ giúp cho những người từ đinh dậu nữ mạng có thể thu hút khá khá cái tài lộc về mình trong khoảng thời gian này à, Quý vị có khả năng kiếm tiền à, Có được cái thu nhập tốt về nhiều mặt Nhưng ham muốn giàu có cũng không mạnh mẽ Và quý vị có nhiều cái nhu cầu để tiêu tiền trước Đấy. Vậy nên quý vị cần phải lưu ý nhé Đấy, được Vẫn là quý nhân tương trợ giúp đỡ trong tháng này cũng khá là tốt Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 8 là tháng Ất Dậu Trong tháng Ất Dậu có lưu niên đế vượng này Có quan phù và phi liêm Nói chung trong tháng 8 năm lịch ấy, Thì những người tuổi đinh dậu nữ mạng À, có lưu niên là đế vượng nó nhập mệnh, vậy nên dự báo sức khỏe của quý vị trong tháng này cũng khá là tốt, không xuất hiện những cái dấu hiệu bệnh tật nghiêm trọng nào cả. Tuy nhiên à, vẫn còn cái hung tinh phi liêm và cái quan phủ đấy, à, nó sẽ gì khiến cho quý vị gặp nhiều cái cản trở, nhiều cái thị phi, cuộc sống thì cũng gặp nhiều cái khó khăn nhất định. À, trong thời gian này quý vị cũng không nên tin người thái quá, kẻo bị lừa gạt. Thì ngoài ra đi đứng cần được cẩn thận, đề phòng té ngã hoặc là gì những cái tai nạn bất ngờ nó có thể xảy ra Đó. tiếp đến chúng ta xét tháng 9 âm lịch là tháng bính tuất tháng này chúng ta có dậu và tuất là công diện độc hại thêm nữa có lưu niên là một đất suy lại có tử phù nó ăn nữ nữa đâm ra lại, tháng 9 âm lịch là cái thời điểm khá vất vả với những người tuổi đinh dậu nữ mạng à, cái lưu niên suy đã nhập bệnh nó khiến cho các mối quan hệ khó có thể hài hòa nên việc gì cũng phải tự mình tự lực cánh sinh ít được giúp đỡ ở à, thời gian này thì tốt nhất là quý vị nên thận trọng trong mọi việc, biết hài lòng với những cái gì mà mình đang có, không nên tham lam kẻo lại thua lỗ. À, tuy vậy trong tháng này lại gặp cái ông tử phù ông ấy, ông ông ấy ông ấy ăn ngữ nữa à, nên là nó cũng ảnh hưởng đến bản mệnh dễ tiêu xài rất là hoang phí trong thời gian này. À, quý vị cần phải thay đổi cái thói quen chi tiêu quản lý tài chính à, cũng như là phải có cái khoản phòng chờ khi mà ốm đau bệnh tật nó xảy ra. Bên cạnh đó à, trong thời gian này thì quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, dậu xíu để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tâm học quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc chọn đời cho mình nhé. Tiếp theo chúng ta xét tháng 10 âm lịch là tháng đinh hợi. Thì trong tháng 10 có lưu niên bệnh nhập mệnh lại có tuế phá và tướng quân. Đó. vậy nên tháng 10 âm lịch thì những người tuổi đinh dậu nữ mạng có thể thấy là do là gì gặp cái lưu niên bệnh mới nhập mệnh. Vậy nên À, quý vị không kiểm soát nổi cái khía cạnh sức khỏe của mình trong cái thời gian này. Điều này nó tác động không nhỏ đến cái khía cạnh tinh thần và thể chất của quý vị. À, quý vị cần phải học cách tự mình loại bỏ các căng thẳng để giảm nhẹ cái gánh nặng cho cái tâm trí của mình. Nói chung ấy, trong cái tháng 10 âm lịch ấy thì chất lượng giấc ngủ cũng không được tốt cho lắm. Ngày nào thì cũng gì ngủ không đủ giấc hoặc là gì, không ngủ không đủ ngon. À, trong cái cuộc quay cuộc sống và công việc vội vã này ấy, thì những người tuổi đinh dậu cũng rất cần thiết phải được chia sẻ cùng với ai đó và dành thời gian nghỉ ngơi hiệu quả hơn. À, trong tháng này lại có thêm cái tuế phá hung tinh nữa. Vậy nên à, quý vị cũng dễ gặp thất bại và tổn thất trong chuyện làm ăn kinh doanh. Vận may thì sa sút, tiểu nhân thì bổ vây đó. Vậy nên quý vị phải đặc biệt lưu ý nhé. Tiếp theo chúng ta xét tháng 11 âm lịch là tháng mậu tý. Trong tháng 11 thì có liên nguyên tử nhập mệnh lại thêm cái tiểu hao nữa. Vậy nên trong thời gian này thì nói chung ấy là một cái tháng cũng khó là may mắn với những người tuổi đinh dậu vì là gặp cục diện là tí và dậu là cục diện là tương phá à, thêm nữa lại có liên nguyên tử nhầm mệnh à, à, xong nếu các bạn biết cách cư xử biết thế nào là đủ không tham lam tranh giành thì mọi việc vẫn trôi qua một cách là khá ổn định quý vị hãy cố gắng duy trì cái mối quan hệ tốt đẹp với mọi người như vậy thì quý vị cũng sẽ hạn chế được những cái rắc rối nói chung ấy tháng này lại có tiểu hao ngắn ngữ nữa nó rình rập nữa dù ảnh hưởng không quá lớn nhưng mà quý vị cũng nên giữ túi tiền của mình cho cẩn thận đề phòng những kẻ xấu lừa gạt à, hoặc là gì dẫn đến tình trạng là mất tiền mất bạc. Đặc biệt, thận trọng trước những cái lời ngỏ ý vay tiền của những người khác nhằm gì? Những cái mục đích không chính đáng. Kiểu gì tiền bạc có đi mà không quay trở lại. Tiếp theo, chúng ta xét tháng 12 âm lịch là tháng kỳ xíu, tháng cuối cùng của năm. À, tháng này có lưu niên mộ nhập mệnh lại có cả lưu không tinh bạch hồn ăn ngữ nữa. Nói chung ấy, trong thời gian này cái lưu niên mộ nhập mệnh kèm theo là cái gì? cái bạch hổ hung tinh nó ăn ngữ vậy nên nó cảnh báo những cái xui xẻo có thể tìm đến với những người tuổi đinh dậu nữ mạng trong thời gian này à, quý vị nên hết sức cẩn trọng trong cái cách hành xử nói năng kẻo lại dễ vướng vào những cái rắc rối không đáng có quý vị đừng quên cái thời gian này thì có hung tinh bạch hổ nó xuất hiện nữa à, quý vị vẫn nên đề phòng những cái tai nạn xe cộ hay là té ngã điều khiển phương tiện giao thông thì quý vị cũng cần phải là hết sức thận trọng nếu mà đi xa ấy, thì cũng không nên đi một mình nên nhờ con cháu đưa đi đó À, thưa quý vị, nhưng mà may mắn trong tháng này lại có liên liên thanh long, nó cũng sẽ giúp cho cái vận trình nó khá là bừng sáng. Lại thêm có cái tam hợp quý nhân nữa. Tâm ra là trong tháng này thì cũng đôi khi cũng được may mắn do được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Đấy. À, gặp khó khăn gì thì cũng sẽ có quý nhân xuất hiện kịp thời, nên là đây cũng không phải là một tháng quá xấu với các bạn. Vì thế để gia tăng thêm may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi đinh dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tị, dậu, xíu để trợ mệnh hộ thân. À, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình tử vi chi tiết của những người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 nữ mạng à, trong cái năm 2025 năm bất Tị kèm theo là cái vận trình chi tiết trong từng tháng các thông ra sao vận hạn thế nào Hy vọng những cái thông tin mà tử thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị nắm bắt được cái vận thế của mình từ đó đưa ra những cái quyết định đúng đắn hơn cho công việc cho cuộc sống để quý vị có một cuộc sống hài hòa may mắn tốt đẹp rồi dào à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn